Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi chơi một con tàu khu trục của Nhật Bản. Đây là một con tàu khu trục ở cái level 15 GS Ashigara DDG178. À, thì nhìn con này thì khá là giống với cái con Maya 179 ở cái clip trước. À, thì cơ bản nó cùng giống như nhau cả thôi, nó đều là tàu của Nhật Bản. Thì con tàu này thì nó là một con tàu dành cho anh em level 15. Con tàu này thì nó sẽ là thuộc dòng spam tên lửa anh em nhé. Nó sẽ có 3 khe tên lửa, bao gồm một khe đôi và hai khe đơn. Tổng cộng là sẽ có 4 tên lửa. Pháo thì là có một khe và ngư lôi thì sẽ có hai khe ngư lôi. Cho con tàu Ashigara này thì nó sẽ không có phóng lựu, trực thăng rồi có một slot và cái vũ khí phòng không là có 6 phòng không. Ashigara 178 thì nó sẽ không có pháo tự động anh em nhé. Đấy, thì theo yêu cầu của các bạn này thì mình sẽ lắp đúng full cái bộ trang bị này luôn. Đấy, khe đầu là Atmaka, hai cái thai 40, pháo Monarch 289, Mi-28 và full gác full. Nói chung là một con tàu level 15 nhưng mà cái bộ trang bị như thế này thì gần như anh em trang bị cho cái level 25 hết rồi. Chúng ta sẽ đi chiến luôn. Đối với những anh em nào mà chưa đến cái level 25 ấy thì anh em nên sử dụng những cái loại dạng như kiểu DF-17 ấy. Đó, thì những cái tàu spam tên lửa như vậy thì nó sẽ giúp cho anh em rất là tốt, kể cả khi bắn gần hoặc là bắn xa. Ở đây thì theo cái bộ trang bị này thì cơ bản là chúng ta sẽ gây sát thương bằng hai khe đơn là chính. Còn cái Atmaka thì chủ yếu là nó hồi nhanh. Đấy, anh em chúng ta tận dụng khe X2 là bắn để quấy nhiễu thôi. Đây là một con tàu mà thường thường anh em khi mà đã lên đến, tức là khi mà đã có những cái tàu pass hoặc là những cái tàu nó giá trị cao hơn ấy, thì thường thường anh em ít khi sử dụng những cái tàu khu trục kiểu như thế này lắm. Đấy, tại vì là cái này thì pháo tự động nó không có, súng phóng lựu cũng không có. Cơ bản là một tàu kiểu dạng spam tên lửa thôi. Cái này thì nó chỉ phù hợp với anh em nào mà mới lên T3 ấy, muốn trải nghiệm những cái tàu tên lửa thì anh em nên chơi. Còn khi mà đã có những cái tàu pass hoặc những cái tàu nó giá trị cao hơn, ví dụ như trên thị trường chẳng hạn, đấy thì lúc này thì anh em nên chuyển sang những cái loại tàu khác. Đây cũng là cái lý do tại sao mà cơ bản là Ashigara thì ít anh em sử dụng lắm. Ở cái level thấp thì còn thấy, chứ còn nếu mà lên level cao thì ít khi thấy lắm. Thì mình có Lider kìa anh em kìa. Mình quên chưa kiểm tra đội hình xem nào. Căng thế nhở. Có một tàu sân bay RS Storm bên kia. Không ngán anh em nhé. Không ngán. Ôp cho một cái. Nó có nhìn thấy mình ta? Nó không nhìn thấy anh em ạ. Và nó không nhìn thấy là sướng rồi. Cái góc này thì cái thai 40 nó bắn rất là tốt. Nó bay cao mà anh em. Đấy, Nava thì chưa chắc đã trúng đâu. Thai 40 là ok hết. Con 1012 định ra nó hỗ trợ cho các bạn Hàn Quốc này này. Mình vã cho ngay. Ui, team mình đi hay không anh em ơi. Team mình đi 4 người ở đây thì quá là hợp lý rồi. Con Ashigara này là một tàu khu trục, nó rất là cơ động nhá. Nó cùng như kiểu lớp cái con Maya á. Rất là nhỏ gọn. Đã đi cũng được khoảng 25 hải lý. Rất là cơ động. Rồi, xong rồi anh em ạ. Xong rồi đấy. Có trúng không? Ui, góc này không bắn được rồi. Ui, góc này thì sao anh em nhỉ? Ui, góc này vẫn không tới anh em ạ. Nó lỏ tê biết chứ nhỉ. Rồi, góc này thì bắn được. Nó phải tột cho một cái. Ui dồi, nó chạy được kìa. Đừng nói. Ui dồi, xong rồi. Đấy, không có cái súng phóng lựu, nhìn nhiều khi nó khổ thế này anh em ạ. Nhìn cái quả ngư lôi nó tách ra mà không làm gì được. Lòng đau như cắt. Cái nước mắt nó có đầm đìa hay không. Rock CVX này chạy hơi nhanh này nha. Tàu sân bay đổ bộ mà, đi cũng cơ động lắm. Đâu phải dễ gì mà nhai nó đâu. Rồi, đội bạn trận này chắc là tan nát rồi anh em ạ. Để cái cách chơi con tàu này thì nếu mà anh em mà đánh quen con tàu này thì có thể tự tin đi lẻ được. Đấy, nhưng mà đi lẻ thì phải đảm bảo được cái tầm nhìn cho bản thân nhá. Còn nếu mà không thì tốt nhất là anh em cứ nên bám cho đồng đội ấy. Nhưng mà anh em đứng ở cái hướng nó sau một chút. Được rồi. Thôi lên đây sửa bạn này cho nó nhanh. Con này thì phòng không nó có nhiều thật. 6 phòng không ấy, nhưng mà anh em phải phòng không ngon. Phòng không lỏ thì nó cũng như không thôi à. Ai nhỉ, hồi cái máu cho nó chắc, em ra đây em xử đẹp anh luôn.
Grok CBX nhà chơi quái đấy. Anh bảo bao nhiêu? Anh đang bảo 17, anh đang bảo 17 mà chơi kích người ta. Anh đi mua bằng à? Mua bằng à? Rồi, anh đi mua bằng à? Chết với chúng tôi rồi. Anh lùi đi đâu? Em ra đây em chiến sống anh luôn. Núp hoài. Rồi đây sẽ là cái kèo đấu 1 vs 3. Quá khó cho bạn ý rồi. Bạn là Hamad này. Úi dồi ôi, bạn Hamad này, úi dồi. Thương bạn Hamad quá anh em ạ. Trận đầu ấy, ok. Đội mình nó mạnh như thế này cứ bảo sao. Rồi chúng ta sẽ mua tiếp trận nữa anh em nhé. Đội mình trận đầu tiên nó mạnh quá. Cái này mà anh em chưa đến level 25 thì chơi level 17. Còn nếu mà qua level 25 rồi thì anh em chơi cái thang 40 đấy, rất là ok. Thích thì có thể lắp cả 3 khe thang 40 cũng được. Đây tại bạn này bạn bảo chơi Asmaka thì mình cứ kẹp thêm một khe Asmaka vào. Uy tín rồi. Ui tụi chết rồi. Đội bạn đi 3 người ạ. Úi ơi. Một sân bay, 4 tàu khu trục. Bên kia, bên mình thì một tàu sân bay, 3 khu trục và một tuần dương. Rồi, xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Anh Nam Trang ạ. Em phục cho anh một cái. Bây giờ anh check map hay là anh chịu sát thương? Anh em thấy một cái combo của con Ashigara này chưa? Đấy là chưa tính cả ngư lôi anh em nhé. Thôi, té. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Phộp cho một cái nữa. Úi trời ơi. Và mình đã bắt đầu vào cái tầm ngắm rồi anh em ạ. Chúng ta phải chủ động sớm. Không có đâu. Em chạy nhanh lắm. Không có đâu. Em tính toán cái đường đi rồi. Không có cái mùa xuân đi đâu. Đây này, bây giờ em mới trả đòn đây này. Phộp thêm cái, úi chết rồi. Chết rồi. Anh Trang à. Bây giờ em mới trả đòn anh đây. Hai anh lên bảng biến số. Anh em thấy một cái combo của con này nó đau. Đau hơn cả cái đội bán rau. Phộp thêm cái nữa. Úi xỏi, rồi xảo rồi. Xong rồi, cái số phận của anh nó lại tối như nhà chị dậu rồi. Em ra là em mút hết. Né được không? Không né được ạ. 25 hải lý nhưng mà lúc ấy là chưa đủ. Cái độ xoay tàu của mình nó chưa đủ để nó né được. Không có góc bắn không? Hát đủ. Không có góc bắn luôn. Anh Blue Dog này. Anh mút hơi kỹ rồi nha. Em phê bình anh đấy. To lên im thế này thì thôi xong rồi, biếu bạn 4404 rồi. Cái bạn này là gọi là tự tử không chết này anh em. 4404 bạn này có một cái ID rất là đẹp, tự tử không chết. Ước gì cho mình xin được cái ID đấy, ngon đấy. Sao nào mà bán cũng ok chứ đúng không? Ashigara mà có góc sớm nó cơ động, nó rẽ hướng, có map sớm cái là ok ngay. Rồi chúng ta sẽ mua tiếp luôn trận 3. Cơ bản thì bây giờ những cái tàu đô la hoặc là những cái tàu mua bằng vàng hoặc bằng đô la ở trên shop ấy, những cái tàu đấy bây giờ anh em ít khi sử dụng. Mình nói thật bây giờ nhìn thấy anh em nào mà sử dụng Usopp này hay con Ashigara này, CG73, đôi khi có thể là CG72 và Nakimoto chẳng hạn. Úi dồi, Nakimoto thì cũng còn gì để mà nói. Giờ mà thấy những anh em nào chơi con đấy thì cũng phải gọi là ối trời ơi luôn. Những anh em đấy chúng ta cần phải tôn vinh nhé. Bây giờ những anh em nào mà chơi những tàu như vậy này gần như là rất là hiếm, nó là sắp tuyệt chủng rồi. Chúng ta phải cố gắng gây dựng lại. Bây giờ nhìn thấy anh em nào chơi con tàu này, mình mấy con tàu mình vừa kể trên đấy, lòng đau như cắt, nước mắt cứ đầm đìa ra. Đấy, chúng ta sẽ từ từ xem qua đội hình đã, muốn làm gì làm. Đấy, đội hình mình cũng hơi ghê. Đội bạn có Varad có 0.6. Có hàng phết nhở. Ôi thôi, mình sẽ đi cùng với đồng đội thôi. Không hiểu sao trận này lại không tự tin. Không tự tin đi lẻ. Anh em đi đâu đây?
tôi quay ra với anh em mà. Hai đi đường này ạ. À. Rồi. Bẻ gãy cả tay lái tàu luôn rồi đấy. Được, chúng ta sẽ lại công ty đi hướng này. Thắng thua không quan trọng. Trận này thắng thua không quan trọng, trận nào cũng vậy. Quan trọng là anh em có clip để xem. Châm ngôn của mình đấy. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng anh em có clip để xem. Còn ngấm nó ở ngay đây chứ nè. Không có súng phóng lựu, chứ có súng phóng lựu mình ra mình vả chết cha nó rồi. Đây 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 anh em ơi, chúng ta chuẩn bị có góc ở đây. Mình sẽ xử thằng nào trước nhỉ? Pop một cái. Em này chúng ta em pop nhẹ một cái. Úi giời ơi. Vâng, đây là những cái trường hợp chúng ta cần phải tôn vinh đây này. Đấy, mình vừa mới kể ở trên đấy. Úi giời ơi. Đau không? Đau không anh? Đau không anh? Hồi hồi cái máu cho chắc. Phản công ngay. Chúng ta lại ăn đấy thôi, không không 96 nó nổi lên rồi. Cơ hội ngang vàng thì cơ hội ngang vàng của chúng ta. Tôi có thằng đi đâu rồi? Giờ mình sợ cái thằng danh tượng. Úi giời. Hiểu. Thế là tôi hiểu vấn đề rồi đấy. Riêng tầm thằng 076 là mình hiểu vấn đề rồi đấy. Không phải nói nhiều. Bóp. Bóp. Cứ hồi cái máu đi đã cho nó chắc. Bóp luôn. Úi xời ơi. Thằng nào nó bắn mình không ta? Anh em ơi. Hỗ trợ. Anh em ơi. Hỗ trợ tôi không? Anh em không hỗ trợ mình à? What the hell, anh em không hỗ trợ à, thế này thì chơi cái gì? Bảo rồi, cái tầm thằng 076 ấy. Mình chỉ lo mấy cái thằng này này. Mình mới lùi lại, nhưng không là mình vã chết thằng 076 từ lâu rồi. Mình nao lên mình giết chết cha nó rồi. Nhìn nó mướt cả mắt. Pop. Cái này không có phóng lựu, nó hơi lỏ anh ạ. Hơi lỏ. Tới không? Vâng, mấy anh đồng đội à. Ôi dồi ôi, chơi thế này thì tôi cũng chịu không thôi. Nó bè đủ hướng luôn ạ. À. Ê, khó chịu chứ nè. Và mỗi bên hỏng một người rồi. Anh ơi, anh làm ơn anh đi ra bên ngoài hộ. À, đi bên trong ấy. Em đi ra bên ngoài cho. Anh phối hợp kiểu này là không ăn thua rồi. Nhìn cái tướng của anh là không tin được. Mút. Bất kể thằng nào nó thò mặt ra mút luôn. Nó hết bẫy mồi rồi. Nó hết bẫy mồi rồi. Mút luôn. Tiếp tục. Có gì trao hết yêu thương cho nó. Có cái gì để trao hết yêu thương cho nó. Rồi. Thằng này mà gãy là thằng 076 cũng gãy luôn. Gãy. Hay quá anh em ạ. Đảm bảo thằng 076 gãy phần này với mình rồi. Trừ khi bây giờ bạn có bomber thì bạn ném trúng mình thì khả năng là còn lật được tình thế. Mình vẫn đã nhắm vào ai thì úi giời ơi, không có góc thì thôi xác định luôn. Rồi rồi, mấy thành phần này là bỏ hết. Đây, một thằng ở đây này, hai thằng ở đây này, và thằng nữa ở đây. Đoán chuẩn vị trí chưa? Cái gì? SL71 đấy. Rồi sao rồi? Có cần mình phải mang con Mi-28 không? Úi giời ơi, Hello. Hello my baby. Mình sẽ đứng im ở đây nhanh nhé. Úi trời ơi. Đứng im luôn ở đây. Úi trời ơi, nó giật kìa. Úi trời ơi, đừng đâm mình. Bộp cho một cái. Ây da. Kinh ca nhỉ. 076 cũng biết dãy đây. Ôi, xong rồi. Bây giờ đến anh Nakimot. Một những con tàu mà mình vừa bảo là thuộc cái lớp tuyệt chủng ấy anh em ạ. Lớp tuyệt chủng không thấy ai sử dụng nữa. Nào. Pop một cái. Úi trời, đau lắm mình ơi. Mới có lên được 1.8 triệu ram không? Nổ phát nữa. À, bẫy mồi, thế thì đợt này chết rồi. Bẫy mồi là chết rồi.
không đỡ được anh em. 10 giây nó sẽ không thể hồi kịp được cho bạn đâu. Đấy, xác định nha. Monarch hoặc là ngư lôi là chết. Úi giời ơi. Nha, 1.8 triệu thật anh em ạ, 1.8 triệu. Đội bạn là cũng rất cố gắng rồi. Mình mà kea đam thì chuẩn lắm. Quả đấy không ai beo thằng 076 đấy. Đội chúng nó đi lên hết. Đấy cũng là một cái bài học về cái cách phối hợp. Vào trận thì 4 tàu đi lên, xong rồi bỏ lại một tàu sân bay ở phía bên nhà. Thế lúc mà tàu sân bay bị bắt thì cũng không có dấu hiệu gì về hỗ trợ, nói chung là bỏ hết. Nói chung là đi lẻ thì nhiều khi chúng ta cũng không thể nào làm gì hơn được. Gặp đồng đội hay thì chúng ta chơi được, không thì thôi chúng ta chấp nhận làm trận mới. Quả đấy sang bắt 076 nó quá phê anh em ạ. Đam nó đã to rồi. Đứng trước mặt 076 tử hình luôn. Nói chỗ này chúng ta sẽ kết thúc cái video anh em nhé. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong cái video ngày hôm nay. Có tàu sân bay không nhỉ? Có thì mình đỡ phải mất công mở map ấy. Nhưng không có thì mình phải tự... À đây rồi. 004. Ôi giời ơi, hay quá anh ơi. Em nhìn thấy cái máy bay của anh uy tín thế này mà. Đi lên đi anh ơi. Đấy, em sẽ chuẩn bị góc của em. Rồi, có một anh chan name. Thôi em sẽ be bên này đi. Pop. Pop pop pop. Úi dồi, bên đi kia. Pop tiếp. Vâng, chúng ta cái góc này quá đi học anh em mà cứ đứng thò như thế này thôi. Thò xong lại pop. Thò xong lại pop. Bạn ấy cay lắm, bạn Valley Key bạn ấy cay lắm. Mà chúng ta cấu được như thế thôi. Không cấu được hơn anh em ạ. Đội này nó tỉnh đấy. Úi dồi, góc này không bắn được anh em ạ. Bắn thẳng vào núi luôn. Bạn nào đây? Chăn nêm mà tôi vừa nhìn thấy bạn xong. Như vậy đội bạn hình như là không có map, không có tàu sân bay thì phải. Mình chưa kịp nhìn sang đội bạn. Mình sang nhìn xem nào. Vâng, như vậy là không có tàu sân bay rồi. Trận cuối đội bạn đen quá ha. Các bạn yên tâm đi, các bạn không thủ được lâu đâu. Đứng thế này một lúc nữa là các bạn tan nát hết đấy mà. Bộp. Bây giờ anh có cái dấu hiệu anh bắn em à. Ôi, em núp nhá. Anh em thấy khi mà đã bắn có cái lợi thế, cái góc nhìn nó núp như này nó sướng. Đấy, thò ra cái này em vã được rồi. Đấy, nhưng mà vỗ bốp nhẹ cái. Thế thôi, chúng ta lại núp. Ôi, tôi chết thôi. Ông kia, ông đi đâu kia? Sân bay nó hỗ trợ kìa, hay thế rồi. Bốp. Đây là một trận đấu mà chúng ta đang đấu trí với nhau đây. Mình có lợi thế về map mà đội bạn lại không có. Quá nhiều lợi thế ạ. Quá nhiều lợi thế cho em ạ.
Ủa đang ngon lành không? Bây giờ lại hai. Ủa tôi chết dã ơi. Xin nêm rồi. Chan nêm với chúng tôi này. Chan nêm với chúng tôi này. Tôi có một cái bẫy mồi nữa để tôi upplay bạn đấy. Được chưa? Upplay bạn ngay.